chào các bạn. Hai kêu đây đó có đây đây và mình là đây. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đến một điểm tham quan mới, đấy chính là làng gốm Thanh Hà, nằm ở không xa so với Hội An. Làng gốm Thanh Hà thì chỉ cách phố cổ Hội An tầm khoảng 3 km về hướng Tây. Các bạn có thể kết hợp hai điểm này để tiện đường tham quan. Thì các bạn nên đi Thanh Hà vào buổi sáng và ghé Hội An vào buổi chiều thì sẽ tốt hơn nhé. Nằm bên dòng sông Thu Bồn Thanh Bình, làng gốm Thanh Hà với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi của một vùng đất. Hội An đẹp và thu hút du khách không chỉ bởi những khu phố trầm mặc mà còn bởi những làng nghề truyền thống. Với bàn tay tài hoa và tấm lòng nhiệt thành của những nghệ nhân tâm huyết nơi đây đang ngày đêm miệt mài thổi hồn vào cho đất. Làng gốm Thanh Hà đẹp bởi chính tâm hồn của con người và vùng đất nơi đây đang chờ bạn đến khám phá và trải nghiệm. Và bây giờ mình đã đặt chân tới làng gốm Thanh Hà rồi, chúng mình sẽ cùng tham quan làng gốm nhé. Đi thôi. Sau khi mình mua vé với giá 35.000 một người thì bây giờ chúng ta cùng đi tham quan thôi. Giá vé 35.000 này thì đã bao gồm một cái phần quà, đó là một con tò he hay là một con vật được nặng theo hình 12 con giáp, tí sửu dần mẹo gì đấy. Các bạn nếu như cầm vé trên tay, các bạn có thể đến địa điểm nhận quà và đưa cái vé này cho người ta. Người ta sẽ cho mình nhận một cái con vật gì mình ưa thích. Làng gốm Thanh Hà đậm chất một làng nghề truyền thống được hình thành từ lâu đời trong thế kỷ thứ 16. Trước đây, làng gốm được hình thành tại làng Thanh Chiêm, sau đó mới chuyển về địa chỉ phường Thanh Hà, thành phố Hội An, Quảng Nam như hiện nay. Cùng trải qua bao lịch sử thăng trầm nơi phố cảng Hội An, làng nghề cũng đã có những thời kỳ huy hoàng. Vào thế kỷ thứ 17-18, nổi danh như một thổ sản quốc gia, được tiếng vua cũng vì thế mà tiếng lành đồn xa. Đây và trước mặt mình đấy chính là địa điểm nhận quà, thì sẽ liên hệ với Missy Hậu. Ở trên bảng chỉ dẫn mình sẽ thấy, mình sẽ đi vào trong này để nhận quà và mình sẽ show vé cho họ. Ok, và bây giờ chúng ta đã tới khu vực nhận quà rồi. Hiện tại thì có một đoàn khách Hàn Quốc đang nhận quà. Người ta nhận theo số phiếu, bao nhiêu vé thì bấy nhiêu quà. Cô Hậu đang phát quà cho những người này, mình sẽ đợi một lát. Người ta sẽ nhận quà theo vé, bao nhiêu vé thì có thể nhận được bao nhiêu quà. Đi sâu vào trong làng thì mình thấy hai bên đường người ta bày bán khá là nhiều các cái đồ mỹ nghệ được làm từ gốm do chính tay người dân địa phương làm. Các bạn có thể ghé chân vào trong những cái shop đồ lưu niệm này để mua và ủng hộ cho người dân địa phương để người ta có thêm một cái động lực để phát triển, bảo tồn và phát triển cái làng nghề của họ ngày càng vươn xa hơn. Và trong những cái shop này thì người ta cũng có tổ chức mấy cái show diễn làm gốm, các bạn có thể tham gia trải nghiệm. Đến đây, bạn còn được chứng kiến quá trình tạo ra những sản phẩm gốm tuyệt mỹ của các nghệ nhân tài hoa và khéo léo. Qua nhiều công đoạn, các khối đất được tạo hình bằng tay trên bàn xoay. Sau đó, họ mang sản phẩm của mình ra phơi nắng hay hồng trên bếp củi cho màu khô. Cuối cùng, những vật phẩm này được đưa vào lò nung, một món đồ gốm được hình thành bởi sự công phu và cầu kỳ như thế.
Người thợ Thanh Hà không chỉ khéo léo, sáng tạo mà còn là những người có lòng yêu nghề, nâng niu, chắc chiêu và gửi hồn vào từng hòn đất. Mọi người không những được tham quan, quan sát trực tiếp các công đoạn để tạo ra một sản phẩm đồ gốm qua bàn tay tài hoa của nghệ sĩ, của những nghệ nhân trong làng, mà còn có thể sáng tạo riêng cho mình những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Ghé vào một cái shop hàng lưu niệm khác thì mình đã thấy có một nghệ nhân đã hoàn thành xong những tác phẩm nghệ thuật của mình. Và đây chính là những cái tác phẩm nghệ thuật cực kỳ tinh xảo, đẹp mắt. Và lúc này mình rất muốn được thử cái cảm giác làm gốm nó như thế nào. Và mình quyết định đi tìm một cái shop hàng lưu niệm khác để ghé vào và làm gốm thử xem. Đây là một nghệ nhân nhỏ tuổi nhất làng gốm đây. Em ấy sẽ trổ tài làm gốm cho các bạn xem. Wow. Em đang làm cái chi đó? Lọ hoa hả? Wow. Học cái này có dễ không em? Wow, tuổi nhỏ tài cao, đây là sản phẩm của cô bé nhỏ tuổi nhất là cô. Nhỏ Bị ráng. Nó đèo ta đúng không? Đèo. Nó chạy mất cái đoạn này được chứ đúng không? Đúng không? Hát cùng đi mình cũng nhậu. Và đây chính là cái gì, cái này cũng phải cái chén nữa của mình tại sao mà rồi ok cái tô cái bát. Sau khi thử nghiệm xong việc làm gốm thì bây giờ mình sẽ tìm một cái sản phẩm nào thích hợp để mua về làm quà cũng như là ủng hộ cho em bé. Con heo đây, con được cái mông lên trời đây, mình sẽ lấy con này. Chia tay với cô bé thì mình rất là cảm ơn cô bé đã hướng dẫn cho mình cách làm gốm, và đây quả là một trải nghiệm khá thú vị và rất đáng nhớ đối với mình trong cái chuyến tham quan này. Bây giờ thì chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá làng gốm Thanh Hà ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay về với Hội An để tiếp tục cuộc hành trình chiều nay. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ subscribe và like cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.